xin chào toàn thể các bác và các anh em. Tiếp đến thì em lại chuyển sang làm chiếc vang số của hãng MK của Tích với modem là MK6500. Thì chiếc vang số này thì em đã chia sẻ với các anh em là chiếc vang số sẽ gửi sang bên Mỹ cho người nhà ở bên Mỹ. Và em sẽ chia sẻ với lại các anh em về cái khó nhất ở trên cái chiếc vang số này. Cái khó trên chiếc vang số này. Cho nên nhiều khi là anh em thợ đến nhà mà làm vẫn không được bởi vì chưa nắm bắt được những cái vấn đề mà nó ảnh hưởng đến cái phần vấn đề âm sắc, vấn đề effect. Thì một cái khó đầu tiên em phải chia sẻ với các bác anh em như thế này. Đây là cái phần mic. Phần mic thì chiếc vang số này có hai đường mic riêng biệt. Nhưng mà các bác sẽ thấy được rằng là cái volume của cái đường mic A và mic B này đang để là giá trị 60 này. Tại sao không để lên 100 giống như nhiều dòng vang số khác mà cái vang số này lại để là 60? Và một vấn đề nữa là đầu ra là cái mic DJ này. Cái mic DJ này tại sao không để 100% mà lại để là 67, lại để 67%? Chỉ hai cái mà nó đơn giản này thôi. Nhưng mà đối với lại các anh em không phải những cái người gọi là chuyên ngành chuyên sâu, không có kinh nghiệm trong vấn đề căn chỉnh và thẩm âm thì có lẽ rằng là khó xác định được là cái giá trị nào là giá trị đẹp nhất. Thì bây giờ là em để nguyên cái giá trị đầu ra là 67 này. Còn chưa nói gì cái vấn đề mà e cho dì vọt. Và các bác và anh em có thể tham khảo một cái cấu hình mà em đã làm này. Đây là phần dì vọt này. Đây là phần e cho này. Thế nhưng mà chỉ cần những cái như thế này thôi. Đây là mic nó đang để 60 này. Bây giờ sẽ thử mic nhé. Bây giờ sẽ gọi một cấu hình ra này. Gọi một cấu hình đầu tiên này ra để cho các anh em thấy được như thế này. Đây. Đây là cấu hình đầu tiên. Phần mic là đang là cái độ lớn của tín hiệu đổ vào của phần mic ấy là 60. Thế cho nên rằng là nhiều chiếc vang số nó rất là lạ kỳ. Và khi mà em được các anh em gửi cả vang cả mic đi căn chỉnh ấy thì em cố gắng là tìm một cái giá trị ở trên đầu thu như thế nào là đẹp nhất. Bởi cái tín hiệu đổ vào này nó cũng rất quan trọng này. Ở trên cái dòng X ấy thường thường là như vậy là tối đa là 100%. Nhưng mà tại sao như vậy là ở trên cái dòng vang số này thì để 60 thì lại đẹp. Thì bây giờ sẽ thử chất âm này. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 7 7 7 2 3 5 1 1 2 1 1 2. Thế thì bây giờ mới thử cho lên 100% như nhiều dòng vang số khác đi. Thử cho lên 100% này. A và B cho lên 100% này. Cho 100%. 1 1 2 3 4 5 6 1 1 2 3 4 5 6 1 1 2 3 4 5 6. Rõ ràng cái effect nó ồn ào hơn rất nhiều. Bây giờ để 60 đi. Để 60. Lại để 60 này. Để 60 và thử mic này. 1 1 2 3 4 5 6 1 1 2 3 4 5 6 1 1 2 3 4 5 6. Lại cho lên 100 đi. Cho lên 100 này. 1 1 1 2 3 4 5 6 1 1 2 3 4 5 6. Thế thì bây giờ cái đầu vào này vẫn để là 60 nhá. Bây giờ lại thay đổi ở đầu ra này. Đầu ra. Đầu ra là phần main này. Nếu như chúng ta mà để 100% này, giả dụ như là cái phần mic này để 100% này. 1 1 2 6 9 1 1 2 6 1 1 2 6 9 1 1 7 7 2 3 5 6 9 1 1 2 6 9. Bây giờ lại để về 67 đi. 67 này. 1 1 7 7 7 2 3 5 6 1 1 2 6 1 1 2 1 1 2 1 1 2 3 4 5 6. Một cái vấn đề quan trọng như này khi làm effect ấy là nó phải có cái độ trung thực. Thì các bác anh em cũng thường xuyên nghe em alo trên mic ở trên rất nhiều các cái dòng vật số khác nhau. Thì cái mục đích của chúng ta là làm nên một cái effect mà nó phải có một cái tính chất là nó trung thực. Nhưng khi chúng ta mà thay đổi các giá trị ở cái phần mic DJ này này là nó mất đi cái độ trung thực. Cái độ trung thực của phần effect thì chúng ta lại cứ nghĩ rằng là như vậy là do cái e cho dì vợt.
Thế nhưng mà không phải đâu, mà nó sẽ là nằm trên những cái vấn đề reject. Thì em căn chỉnh ở vang số thì các bác thấy rằng là cái e cho reject và cái gì vật reject này là em rất chú trọng này. Cái e cho reject, đây là e cho này, e cho reject. Và cái gì vật reject là nó rất quan trọng. Gì vật reject là rất quan trọng. Thế cho nên rằng là một cái vấn đề mà chúng ta làm cái effect mà nó bị lệch lạc rồi ấy, thì chúng ta rất khó khăn khi chúng ta căn chỉnh cái giải quay dơ. Khi chúng ta căn chỉnh giải quay dơ, của giải quay dơ chỉ là âm sắc thôi. Nhưng khi chúng ta đặt những cái giá trị, giả dụ như là cái phần độ lớn của cái phần đầu vào này, hoặc là trong phần e cho dịp vọt này, cái reject này mà nó sai này, cái reject này nó thể hiện cái độ trung thực, cái độ mềm, độ nhuyễn, độ mềm mại, độ nhuyễn, độ trung thực nữa. Cho nên là khi mà chúng ta đặt cái reject này sai ấy, thì chúng ta rất loay hoay trong cái vấn đề căn chỉnh về cái giải quay dơ đầu vào đầu ra. Và một vấn đề nữa là trên dòng vang số này ấy, các bác thấy rằng là cái mix reject này giống như các cái dòng khác ấy, nếu như là các cái dòng vang số khác thì chúng ta sẽ để 100% như dòng X hoặc là dòng CISO, à, nhiều dòng vang số khác. Nhưng rõ ràng là khi chúng ta để 100% ấy, là tiếng cái chất âm nó không đẹp rồi. 1 1 2 6, 1 1 2 6, 1 1 2 6. Thì nó rất khó như thế, rất khó như thế. Cho nên bản thân các bác là người sử dụng, làm sao các bác mà căn chỉnh hay, bởi vì cái này nó liên quan đến thẩm âm. Cái thẩm âm này nó sẽ làm cho một cái chất âm, làm nên một chất âm mà nó có độ chân thật, mềm mại, dễ hát, tự nhiên, tình cảm. Thì nó liên quan đến cái vấn đề effect. Trong vấn đề, trong cái effect thì nó có cái reject. Tại sao không để lên 70 cho nó tròn mà lại để 67? Bởi cái này là thông qua cái vấn đề thẩm âm, thông qua vấn đề cảm âm, thẩm âm thì đưa ra một con số mà đẹp nhất về cái phần effect cũng như là cái phần âm sắc. Để 67 thì cái âm giải cao nó đẹp hơn này. Bây giờ cho lên 70 này. 6 6 6 6, hoặc là dưới 67 này. 6 1 2 6. Tại sao lại để 67 mà không để là con số khác? Thế cho nên là cái này nó liên quan đến vấn đề thẩm âm, thì để đưa ra các cái giá trị mà nó phù hợp. Kể cả là em thử cái chế độ số 2 này. Số 2 nhé. Để chế độ số 2 này, các bác thấy không? Cái mic này vẫn 60 này, mic đầu vào 60 này, cái đầu ra này vẫn là 67 này. 1 1 2 1 1 2. Cho nên là cái khó là khó trong vấn đề làm effect. Và vấn đề làm effect là liên quan đến thẩm âm. Cho nên em lại chia sẻ các anh em một cái cấu hình ở trên cái dòng vang số MK 6500 này, để cho các anh em có thể là biết về phần mềm, biết về căn chỉnh, có thể là áp dụng, cũng như anh em thợ trẻ, anh em bán hàng có thể áp dụng để căn chỉnh cho các anh em nó được tốt hơn.